Theo công bố của Nayfran, giá bất động sản tại London trong tháng 1 cao gấp đôi so với mức trung bình cả nước Anh. Giá bất động sản tại thủ đô nước Anh tăng 13,2% trong tháng 1 so với cùng kỳ năm ngoái, tính chung cả nước giá bất động sản tăng 6,8%. Ở London giá nhà trung bình khoảng 460.000 bảng Anh, tương đương 760.000 đô la Mỹ, trong khi giá nhà trung bình cả nước chỉ hơn 250.000 bảng. Thị trường bất động sản Anh được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế đi lên và gói hỗ trợ vay của chính phủ dành cho người mua nhà lần đầu tiên tuy nhiên đã tăng giá nhà không đồng nhất ngay trong thành phố Lương Đồn. Nhà đất tại khu vực trung tâm, trong đó bao gồm Chelsea, Islington, vân vân, có mức tăng giá ổn định. Tháng 1 năm 2014, giá nhà đất tại đây tăng 7,5% so với cùng kỳ. Khu vực ngoài trung tâm như là Canary Wharf, Fulham thì giá nhà tăng mạnh hơn, mức tăng trong tháng 1 đạt 11%. Các khu vực khác ngoài London cũng phân hóa tương tự, giá bất động sản vùng Đông Nam trong tháng 1 tăng hơn 7% trong khi giá bất động sản vùng Đông Bắc tăng chỉ 0,6%. Giới chuyên gia cho rằng đã tăng giá bất động sản ở Anh sẽ diễn biến ổn định trong khoảng 2 năm tới, nhưng riêng khu vực Đông Nam thì sẽ có mức tăng vọt.